Trong thời gian vừa qua, trên trang mạng xã hội Facebook, thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phổi DK3 đã được quảng cáo sai sự thật, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phổi DK3 do công ty cổ phần dân khang có địa chỉ tại số 242 trên 16 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Các nội dung quảng cáo đánh bật COVID khôi phục sức khỏe. Hay không ngại COVID quay trở lại của sản phẩm trên một số trang mạng xã hội được nhận định là sai sự thật. Do đó, cơ quan này khuyến cáo người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung trên để mua và sử dụng vì có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế. Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của cục và cổng công khai y tế. Gần đây, Cục An toàn thực phẩm liên tục phát hiện các sản phẩm quảng cáo sai sự thật, kém chất lượng. Vào cuối tháng 10, cơ quan nhận định sản phẩm bổ não Golden Gen giúp trẻ học nhanh nhớ lâu là quảng cáo sai sự thật. Thậm chí là một số sản phẩm hỗ trợ giảm cân cũng được phát hiện là chứa chất cấm, tác động nguy hiểm đến hệ tim mạch.